gì chị? Tám, khỏi pha cà phê nghe. Cho ly trà đá đi, pha cà phê không kịp đâu. Có chuyện quan trọng nè. Bất hạ Khải, thèm uống dữ vậy? Trời, chuyện quan trọng sớm mình. Quan trọng sớm mình hả? Ừ, lẹ lên đi. Đâu nói tôi nghe chuyện gì? Chuyện gì chị? Chiến tranh xảy ra sớm mình. Chiến tranh xảy ra sớm mình à? Ừ. Ai vậy? Hôm qua xảy ra chiến tranh y xèo trước cửa nhà người đàn ông cơ bắp. Người đàn ông cơ bắp? Nhà ông Tuấn Anh hả? Ừ. Ông Tuấn Anh đánh ông Tơ hả? Thôi, ông Tuấn Anh chỉ là hù hù nhá nhá thôi, chứ dám đánh ai? Ông Tơ đánh ông Tuấn Anh hả? Trời ơi, ông Tơ đụng cái cả làm cái xỉu liền mà sao dám đánh lại ai? Vậy cha đánh ai? Ông Tuấn Anh đánh thằng Vinh. Tuấn Anh đánh Vinh hả? Ủa sao đánh Vinh vậy? Trời ơi, ông rượt thằng Vinh mày. Ông rượt thằng nhỏ chạy bán mạng luôn. Trời ơi, ông rượt thằng nhỏ chạy vòng. Ta nói hả, quần áo thằng nhỏ nó te tua thê thảm luôn vậy đó. Nhưng mà lý do gì ông đánh thằng Vinh? Thì thằng Vinh nó mò qua nhà ông Tuấn Anh. Mò bởi làm gì? Nó mò qua kiếm Quỳnh Anh. Chẳng lẽ mò qua kiếm Tuấn Anh? Đó. Rồi chả để yên cho nó kiếm Quỳnh Anh hả? Ông rượt thằng nhỏ chạy vòng. Mày biết mà, ông Tuấn Anh có võ. Ông chụp thằng Vinh nha. Ông chụp nó rồi ông kéo nhỏ lên treo toàn tay nha. Xong ông cầm hai cái chân nhỏ lên, ông vòng ngược nhỏ. Ông treo nhỏ như là treo bao cát vậy đó. Rồi sau đó ông vòng, ông tưởng tượng bụng thằng nhỏ là cái bụng bao cát. Vòng y. Tao hứa với mày luôn nha, bây giờ bộ đồ lộng thằng nhỏ nát tan hết rồi mày ơi. Trời ơi, giọng quá đáng quá vậy. Hay. Chị thấy chưa, chiến tranh xảy ra sớm mình ngày hôm qua đó. Trời ơi, ghê quá anh ơi. Trời ơi. Sư phụ. Ừ. Là sao? Bà có thấy ông Tuấn Anh quýnh thằng Vinh không? Có thấy không? Có thấy không? Có thấy không? Thấy. Chắc không? Chắc không? Cái gì đâu mà ó ấy ắt là sao? Tao không thấy. Tao không thấy nhưng mà người khác thấy. Người khác chứng kiến rồi kể lại tao nghe coi như là tao thấy. Thấy không? Bây giờ tao nói cái sớm này nè, mấy cái miệng nhiều chuyện kinh khủng thiệt á. Cái chuyện có chút xíu à, qua mấy cái miệng này nó nở chà bá ra liền à. Trời đất ơi, riết rồi cái quán này cũng như là thủ phủ nhiều chuyện vậy đó. Nói đụng chạm nghe. Mày á, bộ tao dựng chuyện hồi nào mà mày có công nhận với tao ngày hôm qua chiến tranh xảy ra trước nhà ông Tuấn Anh? Ông Tuấn Anh rửa thằng Vinh có không? Có. Thấy chưa, tao đâu có dựng chuyện. Nhưng sao? Nhưng chỉ mới có rượt thôi à. Ông Tuấn Anh vừa mới nhóm ra rượt thằng Vinh là Quỳnh Anh với má nó ôm Tuấn Anh cứng ngắc. Thằng Vinh chạy về nhà không có chuyện xảy ra hết. Tăng. Còn cái chuyện mà đánh như đánh bao cát thì sao? Tao dựng chuyện. Cái chuyện mà thì mình phải có tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, rước vòng. Rồi người nhà Quỳnh Anh cá này có gì đâu mà hay. Phải có vụ treo ngược với bao cát thì mới hay. Mà mày có công nhận không? Lúc mà tao kể mày nghe mà cái chuyện mà nó bị bao cát và treo ngược lên bị đánh á, hấp dẫn không? Không. Không thì thôi, có gì đâu. Không cho bà uống nữa. Tôi uống. Trời ơi, có làm mà không dám nhận ha. Dẫn được kìa. 88. Trời ơi, tôi tưởng đâu là Tám không muốn cho mọi người biết cái mối quan hệ này. Nếu như mà Tám nói vậy á, tôi bung luôn. Đúng rồi, bung đi em, càng sớm càng tốt. Bây giờ em đâu còn trẻ nữa đâu, còn sanh con đẻ cái nữa, biết chưa, bung đi. Mày phải bung sớm đi. Mày với con Tám đó, hai đứa đâu còn trẻ nữa đâu. Nhưng là con Tám á, lớn tuổi rồi, khó có con lắm. Bung đi. Bung đi. Bung liền, mau lên. Hôm nay có hai chị là người lớn. Ừ. Chị Lý và chị An. Ừ. Em xin tuyên bố, em với Tám nhiều chính thức yêu nhau. Tám, từ nay về sau, cho dù khó khăn đến cỡ nào, tôi cũng nắm chặt tay ta, tôi không bao giờ buông hết. Tin anh nha. Trời ơi, cái câu này cảm động quá. Đúng rồi, mình là đàn ông mà, có là anh phải có chịu. Chị ủng hộ em. Đúng rồi, bây giờ mình đi về chị. Ủa, hai chị tính đi đâu vậy? Chị về chị báo cho chị Dân, chị Xuyến, chị Quyền biết cái chuyện này, mừng cho tụi em. Vậy? À, vô duyên, chuyện tình yêu người ta mà báo cho bà Quyền, bà Xuyến, bà Dân biết chi vậy? Mà phải nói cho cả xóm nghe. Đúng rồi, đi. Đó, thấy chưa, bây giờ cả xóm biết luôn rồi kìa. Biết thì sao chứ, đã yêu thì phải bung.